tại khách sạn Sheraton, Hội nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tham dự có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện ban ngành thành phố, lãnh đạo Hội nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ và 100 hội viên Hội nữ doanh nhân thành phố. Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024 và thông tin quá trình hình thành và phát triển của Hội nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ trong thời gian qua. Ngoài ra, đại biểu được xem video clip về kết quả hoạt động của Hội nữ doanh nhân thành phố trong 9 tháng năm 2024. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ gửi lời chúc tốt đẹp đến Hội nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ và các chị em nữ doanh nhân nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ trong năm 2024 và việc đồng hành của thành phố Cần Thơ đối với doanh nghiệp trong thời gian qua. Dịp này, tập thể Hội nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ được dinh dự nhận bằng khen của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam vì có thành tích đóng góp tích cực cho Hiệp hội. Ngoài ra, ba nữ doanh nhân của Hội nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ được nhận bằng khen của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam có đóng góp tích cực cho Hiệp hội.